condition phase. Thì vô cái phase chính tập luyện này, về tập luyện cardio sẽ giúp chúng ta đốt nhiều calo, đốt thêm calo để giảm cân, giảm stress và cải thiện sức khỏe, hoặc là những cái host order reason, không biết dịch sao, hoặc những cái lợi ích khác. Tập luyện cardio phù hợp sẽ giúp giảm stress, còn tập luyện cardio quá đà thì sẽ bị stress. Tập luyện cái nào cũng vậy hết, tập vừa thì giảm stress, còn tập nhiều thì càng bị stress hơn. Rồi, exactly. Việc tập luyện cardio với cường độ thấp á, thì nó cũng có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe, cũng có thể cải thiện được sức khỏe chứ, so với cái việc tập luyện cường độ cao, tức là có tác động tốt đến sức khỏe chứ không cần nhất thiết phải luôn tập cường độ cao. Ở đây ta nói but not necessary any like kiểu training high intense. Tại vì chúng ta thường sẽ bị cái kiểu ám ảnh là mình phải cứ tập khó hơn, nặng hơn, khó hơn, nặng hơn. Vì nếu mình nghĩ, mình sẽ nghĩ theo kiểu giống như là nếu mình tập nhẹ hơn thì kiểu tim mạch mình sẽ yếu liền ngay lúc đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Giống như mình việc cái việc mình tập luyện càng ngày nặng hơn, cái mình nghĩ đến một ngày mình tập nhẹ hơn chắc mình sẽ mất cơ, thì thật sự nó không phải như vậy. Mà là lúc cơ thể nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi như là nói nôm na là lùi một bước để tiến ba bước. Nếu không có cái bước lùi đó thì mình sẽ sập luôn ngay lúc đó, là cơ thể chấn thương. Lúc đó mình sẽ phải nghỉ dài hạn. Ok. Rồi, một số lợi ích của việc tập luyện cardio. Đây, rất là dài ha, rất là nhiều thứ như này. Đây. Giúp cho trái tim mạnh hơn, stronger và hoạt động hiệu quả hơn. Cải thiện khả năng bơm máu, lưu lượng bơm máu á, giống như là một nhịp đập có thể tăng đưa được nhiều máu hơn đó, giảm các bệnh về tim mạch, giảm được nhịp tim lúc nghỉ, lower resting heart rate, giảm nhịp tim lúc nghỉ. Nãy mình có nói là nhịp tim càng thấp thì người đó càng khỏe đó. Rồi, giảm được nhịp tim, lower heart rate, giảm được nhịp tim không phải là lúc nghỉ mà là kể cả trong lúc mình tập luyện hoặc làm việc luôn đó, lên level cao hơn. Rồi, cải thiện chức năng hoạt động của phổi, hoặc là hiệu quả của hiệu suất của nhịp thở. Rồi, cải thiện được cơ bắp của hệ hô hấp, như là những cái cơ hô hấp của mình, phổi, rồi phần core chẳng hạn. Rồi, giúp cho sụn ngay chỗ khớp á, articular cartilage nè, do mấy cái khớp xương mình cái sụn dày hơn và xương của mình chắc hơn, với việc tập luyện aerobic bằng khối lượng weight bearing, tức là mang vác trọng lượng lên người mình á. Năm nay là tập có kết hợp với tạ nhưng mà ở ngưỡng aerobic chứ không phải là thuần về resistance, thì nó sẽ giúp cho tăng thêm cái độ dày của sụn và xương chắc hơn. Cải thiện được việc vận chuyển oxy, giảm cholesterol máu, giảm quá trình giảm gọi là cao huyết áp ở động mạch. Rồi, cải thiện máu, cải thiện lưu lượng máu, giảm nguy cơ của việc đông máu. Tức là giống như trong một cái động mạch của mình á, khi mà mình tập luyện cardio thường xuyên, nó sẽ lưu thông máu tốt hơn, máu sẽ đi nó mượt mà hơn, nó không bị nghẹt. Đó, không bị nghẽn lại ở mấy cái động mạch. Thì so với người béo phì, mấy người ít vận động thì họ sẽ nguy cơ bị động mạch vành này kia nọ, đó là do chất béo tích tụ ở những cái động mạch đó nhiều á, thì khi tập luyện cardio nó sẽ giúp giảm cái này. Rồi, cải thiện việc trao đổi chất. Chất ở đây là chất dinh dưỡng cũng như là những cái chất dinh dưỡng trong quá trình trao đổi á,
đưa đến các mô, các cơ và đưa những cái mà những cái phế phẩm đi ra ngoài, thì quá trình đó gọi chung là trao đổi chất tốt hơn. Rồi cải thiện khả năng trao đổi oxy ở trong cơ luôn. Rồi cải thiện được mental, tinh thần, cải thiện tinh thần. Giảm được cái depression lên gân và dây chằng. Reduce anxiety, cái giảm đi cái chuyện mệt mỏi. Để mình dịch nguyên câu. Trầm cảm và lo lắng, giảm trầm. Vì ở trên nó có cải thiện được mental về tinh thần thì ở dưới nó giảm được trầm cảm. Rồi cải thiện khả năng thư giãn và ngủ, giấc ngủ của mình tốt hơn. Tập luyện cardio sẽ giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn chẳng hạn. Cải thiện được lượng cơ nạc, lean body mass, cải thiện được tỷ lệ trao đổi chất và cải thiện được quá trình béo phì và bệnh tiểu đường. Đó, rất là nhiều lợi ích. Thì sau này ví dụ mấy bạn có chia sẻ với người khác thì người ta sẽ hỏi tại sao phải tập cardio chẳng hạn, thì đây là những cái lợi ích mình có thể nói cho họ biết. Và từng đối tượng khác nhau thì mình sẽ đưa những lợi ích khác nhau chẳng hạn vậy. Đó, như đó giờ khi hỏi tập luyện cardio làm gì để làm gì thì ai cũng biết là cải thiện tim mạch, nhưng cải thiện cụ thể là sao thì nhiều khi mình lại không biết. Thì đây là cái rất là cụ thể specific cho nó để mình có thể tư vấn nói chuyện được tốt hơn. Ok, rồi về cái phase cool down thì cũng nó sẽ ngược lại với cái phase warm up là đưa cơ thể vào trạng thái chuẩn bị hoạt động. Còn cool down thì sẽ giúp cho cơ thể trở về ngưỡng baseline, trở về trạng thái bình thường bằng việc làm nguội cơ bắp, làm nguội cơ thể nhiệt độ, hạ cái nhiệt độ cơ thể xuống. Rồi đây, giảm nhịp tim cũng như nhịp thở xuống, rồi giúp nhiệt độ cơ thể hạ xuống và đưa cho sợi cơ của mình trở về ở đây, return length tension relationship, tức là về độ dài thích hợp tối ưu của các sợi cơ để không bị đau nhức, không có bị. Mình tập luyện là để cải thiện tư thế chứ không phải là tập luyện xong cái cuối cùng nó lại làm mình bị sai lệch tư thế. Đó, đây là lợi ích của việc cool down ha. Rồi giúp cho tuần hoàn máu đến các chi xa của cơ thể như bàn tay, bàn chân này kia được tốt hơn. Rồi restore. Rồi cuối cùng là đưa cơ thể về trạng thái baseline, ngưỡng bình thường. Ở dưới này thì nó nhắc lại cái phần tô vàng phía trên thôi. Rồi một số gợi ý của việc cool down thì khi đang tập luyện xong mình sẽ bắt đầu giảm dần cái nhịp tim cũng như huyết áp mình xuống ở khoảng dao động 40-60% cái nhịp maximum mà mình đang tập, đưa dần về đó. Xong tức là mỗi lần mình sẽ giảm khoảng 15-20%. Thật ra cái này rất là khó để tính, với lại trong lúc mình tập luyện mình không có rảnh mình ngồi mình đếm hay mình tính mấy cái này, mà mình chỉ áp dụng vào các bài tập phù hợp. Ví dụ tập luyện xong rồi mình sẽ thực hiện những bài tập để cool down cơ thể xuống, cũng sẽ có cardio. Đây, mình sẽ đi tới cái bảng này. Ví dụ khi cool down mình sẽ làm gì? Mình sẽ lên cái máy treadmill lại, mình đi bộ, đi 10 phút, 5 phút, 10 phút, hoặc là xe đạp, hoặc là máy leo cầu thang, bất cứ cái máy nào nãy mình dùng để warm up thì giờ mình dùng lại để mình cool down. Đó, lên thư giãn đi bình thường thôi. Xong hạ nhịp tim, hạ nhiệt độ có thể xuống xong, bắt đầu chuyển qua thư giãn những cái cơ mà nãy giờ mình tập. À, hồi nãy lúc warm up á là mình sẽ giãn những cơ bị cứng để cho mình có được cái kỹ thuật cái form tốt hơn. Còn khi mà mình tập xong mình cool down á, mình sẽ dùng SMR và static stretch lúc này để đưa sợi cơ về trạng thái tối ưu và bình thường của nó. Thì nó thường là những cái cơ mình mới vừa tập xong thì mình sẽ giãn những cơ đó. À, mọi người hiểu được cái ý tưởng của warm up với cool down khi ứng dụng vô tập luyện cardio không? Ok, rồi tiếp theo khi thực hiện warm up, đây
có nói lại cái ý mình vừa nói. Có hai cái lưu ý khi thực hiện warm up static stretch, nên chỉ được dùng đối với những cái bộ phận mà trên cái buổi assessment mình thấy đang bị vướng, bị imbalance á, đối với những cái muscle bị cứng thay hoặc overactive, để mình giãn nó ra, đưa về trạng thái tối ưu để mình thực hiện bài tập. Rồi, giữ 20 đến 30 giây. Còn trong quá trình cool down, static stretching để đưa cho sợi cơ về trạng thái bình thường, độ dài bình thường, trạng thái nghỉ, để nó làm gì? Nó làm đúng chức năng của nó ở trong cái phần còn lại của cả ngày ngoài cái việc tập luyện. Rồi. Rồi, đó là về những cái phase tập luyện cardio, cũng như là những lợi ích, một số lợi ích về tập luyện cardio. Tiếp theo thì để thiết kế một chương trình tập luyện, mình sẽ áp dụng theo mô hình nào? Thì theo cái NSM á, nó sẽ gợi ý cho mình mô hình fit principle. Chữ fit này là viết tắt của năm chữ ở dưới đây: frequency, intensity, time và enjoyment. Rồi, frequency. Mấy bạn đọc cái này có hình dung được nó đang nói về cái gì không? Frequency là cái gì? Tần suất ạ. Tần suất, ok. Tần suất tập cardio bao nhiêu là đủ? Đó, đang nói về frequency. Thứ hai là intensity. Intensity là cường độ. Bên cạnh tần suất tập bao nhiêu lần một tuần thì cường độ cũng quan trọng, tức là tập nặng bao nhiêu buổi, tập nhẹ bao nhiêu buổi. Rồi, time, tức là tập những bài tập nào. Rồi, time là thời gian tập mỗi buổi. Và enjoyment, tức là những bài tập mà nó giúp mình hứng thú tập. Tại vì mỗi người có một sở thích tập luyện khác nhau. Ví dụ như mình không thích chạy bộ thì mình sẽ tập những thứ khác như chèo thuyền, hoặc là những bài CrossFit hoặc circuit training chẳng hạn, thì mình thích hơn là chạy trên máy chạy bộ. Nhưng một số người khác thì thích chạy bộ hơn. Đó là enjoyment. Rồi, đi vào đầu tiên, frequency. Frequency để đáp ứng được cái sức khỏe tổng quát, general health requirement, yêu cầu sức khỏe bình thường, thì mình tập, ở đây người ta khuyến nghị tập 3 đến 5 ngày mỗi tuần. 3 đến 5 ngày frequency. À, đầu tiên là mỗi ngày, có thể tập mỗi ngày luôn. Mỗi ngày với cường độ thấp. Mỗi ngày với cường độ thấp, tức là cardio có thể tập mỗi ngày. Sáng ngủ dậy chạy bộ, ok. Rồi, hoặc là cường độ cao hơn để cải thiện level fitness. Ở trên này là để có được một cái sức khỏe bình thường, yêu cầu sức khỏe tổng quát thôi, thì mình có thể tập mỗi ngày với cường độ bình thường, thấp và bình thường. Còn nếu muốn tập luyện cải thiện level fitness của mình sẽ tập luyện với 3 đến 5 ngày và cường độ cao hơn, từ moderate đến high intense, để cải thiện tim mạch. Rồi, ở đây là cái bảng ví dụ. Ok, ở đây trong cái sách mình gửi mấy bạn á, có gì mấy bạn coi cái bảng này ha. Bảng này là tổng hợp, tổng kết những cả năm cái yếu tố, cả frequency, intent, time, time này kia nọ luôn. Rồi, ví dụ frequency đây, 3 đến 5 lần một tuần. Intent này tùy thuộc. Ví dụ cái dòng đầu tiên nếu như tập ít nhất 5 ngày một tuần, hoặc có thể gọi là tập mỗi ngày 5 ngày đến 7 ngày một tuần, thì cường độ sẽ dao động 40 đến 60% VO2, hoặc là 55% đến 70% nhịp tim tối đa. Tức là cái buổi tập đó, nhịp tim của mình ở trong cái ngưỡng này thôi, đừng để cao quá, để mình đạt được cái hiệu quả là duy trì sức khỏe. Ví dụ như đối tượng là những người lớn tuổi hoặc là trẻ em chẳng hạn. Đó, thì tổng kết thì sẽ có thể tập được khoảng 150 phút mỗi tuần. Rồi, thì cường độ tập là trung bình đến thấp thôi. Còn các loại bài tập sẽ dựa vào kiểu sở thích mọi người. Thì tương tự cái bảng này, dòng thứ hai thì tập luyện từ
ít nhất 3 đến 5 ngày một tuần. Thì đối với nhịp tim tối đa sẽ hơn 70% nhịp tim của mình. Thì trong đó mình sẽ tập 75 phút một tuần thôi. Tối đa 75 phút một tuần bằng những bài tập cường độ cao hơn. Đó, thì từ đó các bạn có thể hình dung được cái tần suất tập luyện của mình đang có bị over không, hoặc là có đang bị thấp quá hay không, để mình cân đối lại cho nó phù hợp. Rồi, tiếp theo cái bảng dưới này, thì đây là những cái thước đo đơn vị để xem được coi là buổi tập mình ở cái mức intent cao hay thấp. Intent này có thể dựa trên VO2 hoặc là dựa trên heart rate max. Cái này, heart rate max này với lại RPE thì mình thường sử dụng hơn vì mình dễ đo hơn. Heart rate thì mình chỉ đo nhịp tim tối đa xong rồi mình tính ra. Rồi những ai mà có Apple Watch chẳng hạn, đó, đồng hồ thông minh smartwatch, thì mình sẽ có thể trực tiếp xem cái nhịp tim của mình trong lúc tập luôn, để mình biết coi nó đang ở ngưỡng nào. Ví dụ như dưới 35 là quá nhẹ, rồi 35-54 là nhẹ, trung bình là khoảng 55-69. Đó, thì cứ căn cứ theo này. Còn RPE nó thiên về gọi là cảm giác của mình đối với bài tập nhiều hơn, chứ không có một cái số hiện lên cụ thể, mà là cảm giác của mình, giống như là mình vừa tập vừa nói chuyện được thì nó nằm ở khoảng mức 10. Còn nếu mình tập mà mình bắt đầu hơi thấy mệt, khó thở hơn, nói chuyện khó khăn hơn thì khoảng ở mức trung bình 12 đến 16 chẳng hạn, hoặc là tập sấp mặt không thể nói gì nổi hết, kiểu rất là quạo trong người chẳng hạn, thì nó là ở mức 17 đến 20 very hot chẳng hạn. Đó, đó đầu tiên, yếu tố đầu tiên là frequency. Thứ hai là intent. Intent này mình sẽ tìm hiểu một vài cách tính intent. Intent thì ở đây được định nghĩa đó là cái mà những cái hoạt động thể chất hoặc là bất cứ hoạt động nào, activity, mình đặt lên cơ thể của mình. Đặt lên cơ thể tức là từ việc mình chạy, mình tập tạ hoặc là mình làm việc mỗi ngày chẳng hạn, đều có một cái intensity khác nhau, nó sẽ thấp hay cao thôi. Rồi hồi nãy theo những cái bảng phía trên cũng có nói là từ thấp, ở mức thấp đến trung bình á, thì nhịp tim của mình sẽ khoảng 60%. Không, cái này là VO2 ha, 60%. 60% ở đây, nhịp tim trên này thì nó ở khoảng đâu, để xem, ở khoảng này 55 đến 69 heart rate max. VO2 ở đây, có Dũng biết tính cái VO2 này không Dũng? Bây giờ mình nghe lần đầu tiên. À, cái này nó không muốn được phổ biến cho lắm, tại vì đâu, ở đây nó phải dùng những cái dụng cụ, hình như phải dùng những dụng cụ đặc biệt để đo. Giống như mấy bạn có xem mấy những cái video mà tập luyện cho vận động viên á, họ chạy trên máy đi bộ và họ có một cái đồ chụp ngay mũi á, thì để họ đo được cái thể tích của lượng khí thở của mình liên tục trong suốt quá trình chạy đó. Thì khi đã bịt giống như cái ô hô hấp này rồi thì không có cái CO2 hay oxy nào lọt ra ngoài hết, mà toàn bộ sẽ đi vô cái máy để phân tích đó. Thì cái đó, cái này phải ngừng thở. Đúng rồi, cái ngưỡng thở, cái ngưỡng về trao đổi oxy của mình đó, thì cái đó là phụ thuộc vào hơi thở. Rồi, mình sẽ lướt qua những cái này tại vì mình ít xài, mình không có, nó không có phổ biến cho lắm. Các bạn thích thì có thể tìm hiểu thêm, có nói là cái gì. Hệ số mét cũng vậy, hệ số mét này nó cũng chỉ là một cái đơn vị. Ví dụ như việc mình ngồi coi tivi thì đơn vị của nó là 1 mét. 1 mét tức là cái lượng calo và cái lượng mình tiêu hao năng lượng cho cái việc làm cái việc đó chỉ có 1 mét. Còn nó sẽ khác với việc mình đi bộ thì ví dụ 3 hoặc 4 mét, hoặc là việc mình khiêng tạ nặng thì có thể 7 đến 8 mét. Thì cái mét này là một cái đơn vị để khi mình nhìn vô bài tập, người ta để 1 mét 4 mét 8 mét gì đó, mình hiểu cái mức độ nó là nặng hay nhẹ. Ví dụ đây người ta có ví dụ mét giá trị 4 thì nó thường sẽ tương đương với jogging, tức là đi bộ nhanh đó. Đó, chỉ là một cái đơn vị thôi. Rồi,
mình sẽ tìm hiểu về heart rate mass này. Tính được nhịp tim tối đa bằng cách phổ biến nhất là lấy 220 trừ đi số tuổi. Thì các bạn có thể tính ra được nhịp tim tối đa của mình. Nhịp tim của mấy bạn 94 thì khoảng 193 heart rate mass, 193. Nhưng mà nó sẽ không đúng với tất cả mọi người, mà sẽ tùy theo sức khỏe, thói quen tập luyện này kia nọ. Thì ở đây người ta sẽ có gợi ý là nên cộng trừ 10 đến 12 nhịp một phút. Thì ví dụ người tập luyện nhiều hơn thì mình có thể trừ xuống còn lại 183 chẳng hạn. Hoặc người lười vận động không tập luyện gì thì mình có thể cộng thêm 10 hoặc 12. Đây là một cái nhịp tim để mình tham khảo về heart rate, nhịp tim tối đa của mình, để từ đó mình biết được cái ngưỡng của mình là như thế nào. Rồi khi có được nhịp tim tối đa rồi, mình sẽ tính xem theo những cái zone tập luyện khác nhau thì mình sẽ giữ nhịp tim đó như thế nào. Ví dụ bây giờ là tiếp theo là xem cách tính về target heart rate, tức là nhịp tim mục tiêu mà mình đang muốn đạt được. Nói đây nó nhìn nó hơi mơ hồ khó hiểu, mình sẽ dùng cái mà mình đang tính cho sếp của mình để mấy bạn dễ hiểu hơn. Ok, cái Excel để mình minh họa cho nó dễ. Rồi ví dụ như cái file Excel này thì bên này người này nhịp tim tối đa, tên tuổi, tuổi 27, à của mình vậy chắc là mình 94 thì nhịp tim mình chắc là 194. Rồi anh này nhịp 27 tuổi, nhịp tim tối đa là 193, thì mình lấy 220 trừ đi 27 thôi, trừ 27 là sẽ ra nhịp tim tối đa heart rate max ha. Rồi được cái heart rate max này xong, mình nên hỏi họ về cái nhịp tim lúc nghỉ luôn. Nhịp tim lúc nghỉ, tại vì nó sẽ dùng cho những cái công thức tính nhịp tim lúc nghỉ. Hôm qua đo thử một lần của anh đó là 55, nhưng mà mình thường sẽ đo vào buổi sáng lúc ngủ dậy, tâm trạng bình thường, gọi là calm down á, không có lo lắng không gì hết, để nhịp tim nó ổn định. Rồi mình bắt đầu mình đo để lấy chính xác nhất thì mình lên đo 3 lần và lấy trung bình. Xong sau đó mình qua ngày thứ 2, ngày thứ 3 làm y chang như vậy cùng một thời điểm và lấy trung bình của 3 ngày ra luôn, thì ra được cái nhịp tim gọi là tối ưu, theo mình kiểu là dễ tin nhất, đáng tin cậy nhất về cái nhịp tim nghỉ. Đó, ai có đồng hồ thông minh thì cứ nhìn vô là thấy liền, hoặc chính xác hơn thì cứ lấy tay bấm vô đo. Rồi thì từ cái này mình sẽ tính được ra zone 1, zone 2, zone 3 của họ dựa trên nhịp tim tối đa. Ví dụ ở đây mình có hai cách tính, một là tính theo kiểu nhịp tim tối đa, còn hai á là tính ở đây gọi là heart rate reserve, tức là không hiểu dịch ra cái gì, từ heart rate reserve dự trữ nhịp tim, còn một cái là dựa trên nhịp tim tối đa. Hai kiểu tính nhưng kết quả cuối cùng đều đưa ra cái gì, là đưa ra cái target heart rate, tức là một nhịp tim mục tiêu của mình. Rồi ví dụ như ở đây nhịp tim tối đa của anh này là 193, thì mình cứ lấy 193 mình nhân với phần trăm 0.65, nhân với 0.65 thì nó sẽ ra được nhịp tim của anh này ở 65% là bao nhiêu. Đây 65% là khoảng 125 nhịp một phút. Rồi ở trong ngưỡng zone 1 là đến 75%, cũng tương tự như vậy, mình tính ra được 75% là 144 và tương tự những cái số phía dưới. Đó, đó là cách tính của theo kiểu kiểu trên này là peak heart rate, là cứ lấy nhịp tim tối đa nhân với số phần trăm là sẽ ra được cái này. Còn cách thứ hai nó có công thức này. Công thức này thì sẽ tính theo công thức dưới đây. Công thức dưới này là lấy nhịp tim tối đa trừ đi nhịp tim nghỉ, thì mình phải biết được nhịp tim nghỉ của họ. Xong mình sẽ nhân với cái intent, tức là họ muốn tập luyện ở mức bao nhiêu phần trăm. Sau đó cộng với lại nhịp tim nghỉ một lần nữa thì sẽ ra được nhịp tim mục tiêu, target của họ.
Ok, ví dụ đây là trường hợp khách hàng 25 tuổi, 25 tuổi nhịp tim tối đa tính ra được là 220 trừ 25 còn 195. 195 này tập luyện ở mức 85% và nhịp tim nghỉ là 40. Vậy lấy 195 trừ 40 nhịp tim nghỉ ra được 155 nhân với intent ra được 132 cộng lại ngược với lại nhịp tim nghỉ ra 172. Hiểu khúc này không mấy bạn? Tính toán hơi nhiều. Hiểu không? Hiểu không? Ok. Thì khi mình có được ba cái zone đó rồi, mình sẽ làm cái gì? Được ba cái zone đó rồi, mình sẽ để nói hết mấy cái kia đi, rồi xong mình sẽ áp ứng dụng vô. Thì ở dưới này là RPE. RPE nãy như mình nói là nó thuần về cảm xúc nhiều hơn. Thuần vào cái sự cảm giác của mình về cái độ khó của bài tập, chứ nó không phải là một con số cụ thể. Thì đây là RPE. Rồi, hoặc là talk test. Talk test tức là vừa đi bộ hoặc là vừa tập luyện, vừa có thể nói được. Hoặc cái này phổ biến ở trong những cái môn chạy bộ. Tức là họ vừa chạy, họ vừa nói để kiểm soát nhịp tim họ không lên quá cao, mà giữ trong aerobic. Hoặc là khi họ muốn đẩy cao lên thì bắt đầu cái người huấn luyện viên sẽ chạy cùng, hoặc là đạp xe kế bên để kiểm tra cái nhịp tim của người đó bằng cái thực hiện talk test này. Ok. Rồi, đây là cái bảng RPE nè. RPE từ cái mức rất nhẹ đến cái mức rất nặng theo cái cột điểm này. Có thể dùng từ 6 đến 20 hoặc là mình dùng từ 1 đến 10. Đó tùy thuộc vào cách mình dùng thôi. Đây mình có một cái bảng RPE đó để cho mấy bạn xem thử. RPE. Không biết giờ nằm đâu. Để lên mình sẽ lên Google gõ cái bảng RPE ra, nó sẽ ra thôi. Đây, rất là phổ biến cái bảng này. Thường người ta sẽ dùng 1 đến 10. 1 đến 10. Thì nó có mô tả trong này, 1 là như thế nào, 10 là như thế nào. Rất nhẹ, hoạt động rất nhẹ. Đây. Hoạt động này nó chỉ nhiều hơn so với cái việc mình ngủ hoặc là ngồi xem TV thôi. Đó một hoạt động, ví dụ mình đi bộ hoặc mình đang rửa chén hoặc đang quét nhà, lau nhà gì đó. Đó. Thứ hai, ví dụ mình có hoạt động nhẹ nhàng, kiểu tập luyện nhẹ, mức độ nhẹ, thì mình kiểu như có thể tập luyện được cái mức này trong nhiều giờ liền, giống như là mình đi bộ đường dài hoặc là mình đứng làm lễ tân chẳng hạn, đứng trong thời gian dài thì cũng là đang hoạt động. Rồi bắt đầu cường độ cao hơn đến mức cuối cùng. Đây, mức ví dụ mức 10 là hầu như cảm giác không thể tập được nữa, không thể thở được nữa, cảm giác như là mất luôn hơi thở mình vậy đó. Ở đây nó có một số cái hình ảnh minh họa để mình dễ xem hơn nữa. Đó, mà mấy bạn hãy lưu trên mạng xuống những cái hình này để nó dễ nhớ hơn. Đó, kiểu mình hãy thay đổi những cái từ này vô. Hôm trước mình có thấy một số bạn dựa vào cái bảng này ghi là ở đây là giống như là dễ ẹt chẳng hạn, còn này là tập muốn chết, còn này tập chết con mẹ mình luôn vậy đó, kiểu vậy. Thì làm sao để mình dễ nhớ hơn, để mình đo cái chỉ số cho nó dễ. Rồi quay lại với bài, thì ứng dụng nó vào đây là cái bảng mà những cái phương pháp hồi nãy mình mới vừa đi qua ha. Rồi ứng dụng vô, ứng dụng vào các zone. Sao nó còn xa quá vậy? Ok, tốt dưới này. Vậy đi qua những yếu tố còn lại rồi mình sẽ đến việc ứng dụng vô các zone. Thời gian tập luyện. Thời gian tập luyện thì ở trên cái bảng kia có rồi. Tập luyện cường độ thấp thì nó tổng một tuần khoảng 2 tiếng 30 phút, 150 phút. Giữ ở mức ngưỡng aerobic. Còn tập luyện cường độ cao hơn thì mình sẽ tập khoảng 75 phút một tuần. Thì mình cứ chia ra bao nhiêu ngày đó, trên cái 75 phút này mình sẽ biết được một ngày mình nên tập bao nhiêu phút thì mình sẽ không bị overtraining hoặc là không bị tập quá nhẹ. Rồi. Loại bài tập này sẽ tùy thuộc vào cái một phần là sở thích, một phần nữa là mục tiêu tập luyện của mình. Mục tiêu tập luyện có thể dùng các bài tập
gọi là có nhịp độ như một số bài nhảy, một số bài cardio, hoặc là những bài kết hợp nhiều nhóm cơ cùng lúc. Ở đây ví dụ như đi bộ, chạy bộ, hoặc là tập luyện cardio với dụng cụ, hoặc là bơi lội, hoặc là đạp xe trong nhà ngoài trời đó. Các bài tập luyện này tùy thuộc vào mỗi người ha. Enjoyment thì như nãy mình cũng có nói rồi, enjoyment thích tập kiểu gì thì tập kiểu đó, đừng có chọn bài mà theo trên mạng người ta bắt chạy bộ, cái này cũng phải mình chạy bộ mặc dù mình rất là ghét nó. Mình có thể chọn những cách tập khác nhau miễn sao mình thích và mình duy trì được. Cái mà để duy trì được cái fitness level á, là lựa cái mình thích để mình duy trì được lâu, chứ không phải là mình ráng tập càng khó càng tốt. Ok rồi, cardio methods. Ở đây mình sẽ có ba cái stage training. Ba cái stage này nó sẽ tương ứng với cái phần warm up nãy á, là mình sẽ có stage stabilize, stabilization là stage 1 ha. Stage 1, stage 2, stage 3. Stage 2 sẽ thường sẽ dao động ở cái mức strength thì sẽ kết hợp với những buổi strength training, và stage 3 thì nó nằm ở power. Vậy cái zone này thì xem như thế nào. Zone 1, ngưỡng tim của mình ở khoảng 65-75%. Những cái hoạt động ví dụ như là đi bộ hoặc đi bộ nhanh. Zone 2 thì là 76-85%. Ai học thi NSM phải thuộc cái bảng này. Tại vì sẽ có hỏi zone 1 là khoảng nào, zone 2 khoảng nào, zone 3 khoảng nào. Rồi tập luyện cái bài nào nằm ở trong khoảng nào. Đó, phải thuộc cái bảng này. Đó, ví dụ zone 3, 86-95% là chạy nước rút. Thì RPE ở đây, tại vì nó đang dùng cái bảng là từ 6-20, nên nó mới ra từ 12-19 này. Đó là RPE. Vậy zone 1 mình sẽ tập. Zone 1 mình sẽ tập như sau. Mình sẽ khởi động trong 5-10 phút. Sau đó mình duy trì tập luyện trong zone này. Ví dụ chạy bộ chẳng hạn, ví dụ chạy, hoặc là những bài circuit training cường độ thấp trong vòng 30-60 phút. Xong sau đó mình cool down xuống mức 5-10 phút. Đó là hết một buổi tập. Rồi tương tự như vậy, tương tự như vậy với stage 2, stage 2 và stage 3. Khi mà đối với khách hàng mà chưa tập luyện gì, chưa biết gì về hết, chưa biết gì về tập luyện, thì mình sẽ cho họ vào stage 1 để bắt đầu cho tim mạch họ làm quen với cái quá trình tập cardio. Thì khi áp dụng cái này nó mất khoảng đây, ở dưới này ta nói for beginner client có thể mất đến 2-3 tháng tùy vào nhu cầu và tùy vào cái level của họ. Có thể như có những người sẽ đạt kết thúc được cái stage 1 này nhanh, nhưng có một số người sẽ kết thúc chậm. Cái này mình phải theo dõi coi như thế nào, chứ mình không có một cái chỉ số chung cho tất cả. Rồi, tương tự ở stage 2. Stage 2 để bước qua stage này bắt buộc mình phải hoàn thành cái stage 1 trước ha. Những người ở stage 2 là bắt đầu tập cường độ cao hơn và tập trung về để cải thiện được tốc độ. Mình sẽ tăng dần cái workload, tức là tăng cái độ khó dần trên bài tập bằng cách nào? Bằng cách tăng tốc độ hoặc là tăng độ dốc của bài tập chẳng hạn, như đang nói như chạy bộ chẳng hạn. Rồi mình sẽ thay đổi cái nhịp tim lên xuống lên xuống. Đây là kiểu tập HIIT á, high interval training nè, là thuộc vào stage 2. Thì mình sẽ, đây là cái đoạn giải thích cho cái bảng dưới này, cho cái bảng dưới này. Đầu tiên warm up 10 phút, xong tập luyện đẩy cái nhịp tim lên đây, đẩy nhịp tim lên zone 2 1 phút, xong mình lại giảm xuống 3 phút ở zone 1. Zone 1 xong kết thúc 3 phút lại tăng lên, rồi giảm tăng giảm. Và tỷ lệ này sẽ thay đổi. Ví dụ sau này mình sẽ tăng thành 2-2, đây là 1-3 nè, tỷ lệ 1-3. Sau này mình có thể tăng thành 2-2, tức là tập luyện lâu hơn, nghỉ ít hơn. Hoặc là mạnh hơn nữa, có thể tập luyện 3-1, tập 3 phút, giảm 1 phút, liên tục vậy, xong rồi nghỉ. Đó là những cách để mình tăng giảm. Đây là mô hình tập luyện HIIT High Intensity Interval Training. Rồi,
Duyên tập có bao giờ vừa coi nhịp tim vừa tập không? Không, Không. dạo này không có đeo đồng hồ, Ok. lúc tập. Thử hôm nào đeo đồng hồ vừa xem vừa tập thử, tại Phát thì không có thường tập cardio nên tim yếu lắm, nhưng mà một số người nước ngoài lúc mà ở trong lớp, lúc mà tập lớp bên chỗ Phát làm á, thì họ vừa tập họ vừa kiểm tra đồng hồ, cứ hết một set là họ coi đồng hồ, hết một set họ coi đồng hồ, thì không Duyên dao biết động là 163 đến 170 á. thì cứ lấy cái số 163 170 đó xem coi nó nằm trong khoảng nào, thì để biết là mình đang tập hướng đến cái gì đó như hồi nãy mình có phân tích rồi. Ok. Rồi. 3 phút. Cứ một cái 1 phút cao, cường độ cao tới 3 phút cường độ thấp. Và trong xuyên suốt quá trình tập này thì mình sẽ luôn đặt câu hỏi, hoặc cái người tập á, sẽ đặt câu hỏi là cái mức lên zone thứ hai này á, có thật sự là đáp ứng được chưa, tức là nhịp tim họ có thật sự đang ở zone 2 hay chưa, hay là họ vẫn cảm thấy dễ quá, hay là quá khó, đối với họ zone 2 này đang là zone 3 luôn rồi thì mình phải giảm xuống, hoặc là quá dễ thì mình sẽ tăng dần lên, và cái đó mình phải note lại, mình phải ghi chú lại để mình biết. Rồi. Nhưng mà mình có thể nhìn cái thái độ của khách hàng hoặc là nhìn cái cảm xúc khách hàng để mình đoán được. Cũng có thể bằng cái việc mình xem cái hơi thở của họ có bị gấp quá hay không, thì cái việc hơi thở của họ cũng liên quan đến nhịp tim của họ, thì mình có thể kiểm soát được cái việc tập có bị quá quá mệt hay không. Thì đối với cái tập HIIT đó, high intensity này ở zone 2, thì họ thật sự họ vẫn phải kiểm soát được hơi thở, đến chứ không đến nỗi là họ tập sấp mặt xong rồi họ nằm luôn, họ hết cử động nổi. Ok, tại vì zone 3 mới thật sự là đến cái ngưỡng đó. Nên một số Vì mà những ok. tại vì những cái khách hàng mới ấy, thì mình khó mà có thể áp dụng cái vấn đề này vào được. Tại vì là chỉ cần đẩy cái nhịp tim của họ cao lên mà họ mệt một tí là ngày mai là họ nghỉ tập luôn. Đúng rồi. Thì nên mới nói cái zone 2 này á, họ sẽ được tập sau 2 hoặc 3 tháng lận. Chứ khách hàng mới mình không cho họ tập cái này. Khách hàng mới mình chỉ cho họ tập zone 1 thôi. Ví dụ như họ đi tập với mình những buổi PT, mình chỉnh sửa tư thế, mình correct form họ, mình tăng dần mức tạ cho họ, và mình kêu họ về tập cardio bằng cách họ tự đi bộ, hoặc là họ đi công viên, hay là tự đến phòng gym đi bộ gì đó. Ở cái ngưỡng nhịp tim này họ tự quản lý được. Ở cái nhịp tim zone 1 này họ phải tự quản lý được. Chứ khách hàng mới mình sẽ không đẩy họ vào zone 2, tại zone 2 là quá cao với họ. Đúng không? Đây theo từng bước mà.